nói nồng độ cồn mà cán máy thì đó nó gian cái bệnh thái mà mình đi nắp thái đó dữ hơi lắm. Bây giờ bị mấy đứa nhỏ kia cho anh quá giờ hết sức lực hết sinh khí này tính sao mất nó vậy chứ để nó lộng hành rồi bấm mấy ngày liền nghĩa là trốn nghĩa hả nghĩa xin anh ơi lát chạy ngoài kiếm nó coi bữa nay cho hai đứa nhỏ lên dĩa bữa nay tới giờ sắp qua dịp dừng tôi nói thiệt với ông bữa giờ là 5 ngày 6 ngày vậy nó không bỏ ngày nào sớm nhàn béo của đám dỗ mọi người bởi vì sớm ý anh người yêu nhậu lên bờ xuống ruộng nghĩa đâu rồi buồn tỉnh hả? Tỉnh, có chi không? Đi kiếm nó. Hai chồng mặc đồ đi, vô coi. Trời ơi. Thôi, nghe đổ, ông quay, đổ. Đi đây có nói gì đâu. Nghĩa đâu có vợ hai kìa bà hai. Vợ ba cũng được chứ. Cho tao mấy đứa cháu được rồi hả? Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải. Đủ chưa? Yeah boy. Các bạn đợi một xíu nha, điện hai đứa em gái lên, hai em gái yêu quý của mình nha. Rất là thương, rất là thương. Thì hôm nay mình không có cho anh hay là gì hết á. Mình chỉ dẫn hai em gái đi uống trà sữa để mà năn nỉ hai đứa em gái đừng có cho anh em nữa thôi. Đợi mình xíu nha mọi người. Bữa nay anh Cảnh bị vàng da trời. Nhanh đi bà nội ơi. Thôi làm gì? Thôi đợi ý rồi, không đi uống, không có đi chơi nữa, đi uống trà sữa, không có đi, không đi ra đồng nữa. Ủa, sao nói đi tắm xong? Thôi đi trà sữa đi cái bên nè. Vậy em về thay đồ. Thôi. Tắm xong mặc quần này cũng được với anh đúng không? Anh kêu mặc đồ quần ngắn thì tắm xong. Bà ngoại cặp đuổi cặp đuổi thằng hết trơn. Lỡ rồi. Trời ơi, chờ hai chồng đâu vàng kìa. Đi uống trà sữa xong đi về uống đi về tắm xong. Nồi này tao mới tắm xong được. Những ánh mắt thất thần. Những nụ cười ngờ nghịch. Đi hai bạn đi chung đi. Dạ thấy đùi. Đây. Đây. À. Đù má này bén dữ trời. Hai em đào bén kêu ơi. Cho xíu đợi em. Cho xíu đợi ơi. Để xíu đợi ơi. Anh yêu. Em xíu đợi ơi. Xíu đợi ơi. Hôm qua 7796. Xíu đợi ơi. Em. Trời ơi con tất viên kìa trời. Ờ còn cảnh chở luôn nữa. Dạo một vòng ngắm đàn châu con sông quê ánh nắng cao ở trên đầu vàng bầu vàng như leo chen lẫn nhau mời mày về phương nam chơi với tao bữa nay được ghé làng Nhan nữa nè. Em muốn về, cho sữa ha, anh bao ha. Em yêu. Em yêu. Quại không á. Cái gì này ở chuồng coi bà. Chuồng anh kìa. Nó bỏ lỗi làm game vậy kêu bằng cầu bậy. Hay là nội vô tập game đây. Làm gì trời. Làm gì đây massage chứ. Ê, có Nhan kìa. Rồi, cho nước đi nha. Mạnh lên nữa nè. Mạnh lên. Đi, đi. Vô ngay. Bữa nay vàng da dưới quê. Tao kêu mày rồi đừng chơi với mắt dại này nữa mà vậy. Gần chùa đừng nên nóng giận. Quên hết. Tự nhiên cái giỏ quần cho người xem. Tôi xuống máu rồi nha. Này dặn em yêu uống trà sữa ha. Mèo. Cái này là tao để tâm trí rồi. Để đi chút xíu nữa mình thích nào qua mình đốt cúng. Kìa nhìn cái bạn đi gan bạn Nhan vậy. Ăn xiên que. Tao quậy với anh. Đốt rồi. Anh này không trưởng thành gì hết trơn. Trưởng không? Anh điện cho bà xã anh. Lóc đốt rồi. Kỳ quá. Ghê. Anh đeo. Cái đầu chỉ 5 năm. Ủa là trời.
em. Lấy con bịch xoài đi. Dễ không? Dễ này dễ sao? Dạ dạ, trả tiền xin. 10 ngàn. Em phải lấy xoài đúng không? Xoài dùm ba có thiếu. Dạ được cô ơi. Dạ mặn. Dạ hả? Dạ dạ dạ. Mời mọi người. Mời bạn nha. Dạ xe. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Ha ha ha. Ha lột. Này cái này chạy gì vậy? Trà sen. Trà sen hả? Với hoa hồng. Tao tưởng nào trà đường với cây bánh găng luôn. À muốn nướng nữa gì rồi. Còn có 5 viên hết 8 viên rồi. Hẹn chơi game không mát vợ mẹ con. Không, không sao. Đây. Ơi cay đó. Mở mấy đứa ăn mà. Mấy em gái. Bây giờ tôi mấy đứa đang hai đứa đang chạy qua bên chùa bên đây anh. Cúng cái qua. Hai gương mặt con này vô trống rồi chắc chúng quýnh. Đi qua đây còn đi chùa. Đi qua bản. Chắc có ai mà biết đi. Thôi sao. Mình hai mặt đời sao đi. Đi chùa nghe ơi. Gì vậy? Đi chùa. À lại mua chết luôn. Trời ơi là chờ cái chùa cái bên là chờ. Trời ơi cái chùa nằm bên đây em mà nội. Nãy tao mặc quần dài đi tưởng đâu là đi tắm thôi. Đi chờ lấy đi. 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 Chỗ năm bên này nè, chứ phải chỗ năm con bên kia khỏi mà lâu. Đi. Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Béo đây đi. Anh béo bằng nồi nước kìa. Rồi ông kìa ông qua tới đường gói rồi. Lẹ nghe anh. Đi thôi. Đi chùa thôi. Mấy nó mấy mình có khác gì đâu, mấy mình bận sọt không mà. Mình khác, mình nữ khác. Nói chung là sọt hay A few moments later. Uống gần hết ly trà sữa luôn mà lâu mà ảnh chưa qua. Dạ thấy ghê. Học mình giấy mình qua bờ chùa mình cúng mình thần không cúng có sao không? Hả? Bình thường có gì đâu. Lộ mà. Vậy chứ thường người ta kêu đi đi chùa cúng mà đi trọng tàn chụp hình không chứ có cúng gì đâu. Đèn sơn phải không? Ê che lại chút 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 che lại chút 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 chút. Tao nói khi mà con gái vô bước đường cùng rất là mạnh mẽ đúng không? Đúng rồi hả? Vậy thôi. Vậy thôi bây giờ vậy nè, tụi anh có việc quanh về trước, mấy đứa gán tự lực cánh sinh nha, gán trụ qua đêm nay. Có gì nữa thì mấy đứa về sau ha, anh đi bận chuyện nha, đợi ở xíu nha. Thì quan trọng qua cái bài này phải rút được kinh nghiệm là khi đi đâu phải đem tiền thôi nha. Vậy thôi bye nha. Sao giờ không có đem tiền? Bây giờ mình lan lãng về được không? Con người gì mà khốn nạn vậy mày? Mà sao mà đó? Lan lãng sao vậy? Trời sao trời? Nè quần có túi không? Quần tay cũng đâu có túi đâu, nó đi tắm mà. Tao mặc quần này xong, để tiền được. Nói đi tắm ai đem theo đâu. Phải không sợp nữa, kêu hai ọc xài ra nữa. Tao còn kêu thêm pho mai viên. Ừ, 5 viên nó mới chịu. Hết thương ngủ luôn á. Giờ sao chờ? Mở đây quán quen, không chắc không sao hả? Ừ, không mấy giờ mình nợ chỉ lợn lần đi. Mà kỳ quá trời, không biết cho không nữa. Sao mình qua mình trả chứ giờ không có tiền. Sợ người ta mới mở hàng á. Mình mở hàng á. Ừ, mới chiều ra nữa. Sao đây? Mà làm cách nào để mình ngồi đây hoài vậy hả? Làm sao? Thôi đây có đường nằm chui được không? Mình bỏ xe ra. Chui gì khùng nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín ly. Sao hoài chờ? Hết lặn vụ ăn rồi đó. Giờ cứ tới vụ trà sữa.
giờ mình ra mình nói chỉ mình thiếu đi. Không biết được không nè, nhưng mà chỉ quen chắc không sao. Ừ, nghĩ chắc không sao đâu. Được hết trơn. Trời lớn gì. Được hết á. Quen quen không à. Mình quen mà chắc mình nợ được. Ôi, hỏi kêu chỉ đi, tao nghĩ chỉ là người quen chắc không có làm gì đâu. Ừ, chắc chỉ mày... cho. Vậy mày gọi đi, để tao quá tao kêu mày nha. Chị giờ mấy ảnh đi, tự nhiên mấy ảnh đi dễ chân, hai em ở đây không nãy không có đem tiền. Đúng được. Tại mấy ảnh nói đi bơ á. Đúng rồi, lần đầu tiên em nợ luôn vậy đi. Cho được cái hai tết nhất thì tao nợ. Nhưng giờ sao giờ mấy em không có đem tiền. Giờ làm cái chuyện bữa nay đi. Làm coi như kiếm tiền. Làm gì chị? À, giờ chị thiếu bưng nước chứ quắt khách đồ nè. Được không? Má hái em làm được hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Hai đứa dễ thương mà. Mấy giờ hái em có hai cái điện thoại nè được không chị? Có cái điện thoại nè. Có điện thoại, có lấy điện thoại, nó mất lắm. Điện thoại được đâu. Giờ thôi, ở đây làm đi. Được em. Hái em đâu biết làm đâu. Chị đang thiếu nhân viên nè. Ở đây không có biết làm. Không mấy giờ tối hái em chạy đem qua được không chị? Không. Không hả? Bữa nay chị đang thiếu nhân viên nè, thôi làm cho chị đi. Chị trừ tiền. Giờ này chị chuẩn bị đi Sài Gòn nè, bây giờ quán không có ai hết trơn á, đi đi chơi luôn rồi, còn cũng mới lên cọc nè, đi thôi giờ làm đi, làm nhiều tiền. Bao lâu chị? Từ đây tới tối. Tối luôn hả? Mấy giờ chị? Từ đây tới tối tao ăn luôn. Là hai em chỉ đứng gì? Đứng đúng rồi, đứng quát khách với lại bưng nước thôi. Rồi ok, vậy hai đứa em làm chứ biết sao. Rồi để chị lấy đồ cho hai đứa. Đồ nữa chị? Đồ gì? Lúc mình thấy mấy ảnh bưng có đồ gì đâu. À, mấy anh ngoài đó bưng với đồ gì đâu. Quán tao có đồng phục rồi trời. Đồng phục gì vậy trời? Tết. Dây bóng rồi nữa kìa. Bóng rồi. Dây bóng dây luôn. Đúng rồi, vô thay đi thì ra làm. Hai đột sao đó chị? Không, không thấy mấy ảnh đâu. Ủa, chị cái này thôi em mặc được. Đúng rồi. Ôi, tôi mặc mà cái màu mè xíu ha. Rồi phục vụ cho tụi em mặc cái này được. Không thấy hướng bưng đâu có mặc đâu chị. Cái này mình, cái việc làm nó khác nhau. Áo nữa nè. Hai em mặc đồ. Hai em phải mặc cái này đi quán. Đạo Bình Dương có đồng phục khác không chị? Không, không. Có cái gì đeo, cái gì? Cái tập dài được. Đúng rồi. Không có, không có. Mấy máy nào? Tao thay vô thử coi. Mắc cỡ quá. Trời ơi. Trời ơi. Cái máy này thiệt có phải chào mà chị ơi, kỳ quá à. Vậy sao hái em dám đứng với khách được chị? Cái giày của dạ, em không được đi nha. Rồi chừng nào mấy kia đi đâu? Mấy ảnh nói đây công chuyện bây giờ. Nó đảo lợi chuột thì chị chơi gì có chơi. Ít lỗi mấy ảnh không qua sao chị? Không qua thì khi quê nào quá lâu tuổi chị chưa về. Còn gần hai em thì sao dám ra ngoài mà đứng quắn mấy người ta còn. Không có gì đâu. Nó hương mà. Thôi chừng nào mấy đứa nó lợi chuột mà chị cho về nha. Ở trong gương nhìn thấy chưa hả? A few moments later. Người đi ngoài phố chiều nắng tắt bên sông. Người đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mờ. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Mà chú lên rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai. Chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành, để mắt canh giữ cả tô mì gói. Cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi năm nay hơn 70. Anh nói chuyện với quán quẩy quất tiếp đi. Ừ. Ở đây nói chuyện với chủ quán ngồi cho nãy. Nãy chủ quán ngồi nè. Lấy về cho chủ không lấy. Cho chủ không? Ông ngoại mà ngoại chơi sạc luôn. Thay đồ quan chi với ba. Bây giờ mình sẽ chuột hai đứa nhỏ về ha. Thì các bạn thiếu thấy cái màn cho này có hay thì nhắn lại cho mình đăng ký kênh đó. Đăng ký kênh cho mình, đừng đăng ký kênh nha mọi người. Cho nhắn like đăng ký kênh để mà ra động lực cho mọi người xem nha. Chuột hai còn dài dài. Thử thách cho anh hai đứa 7 ngày sáng đêm. Get go. Bye bye.